Đức Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, là Alpha và Omega, nghĩa là khởi nguyên và tận cùng, người làm chủ thời gian và muôn thế hệ. Vạn tuế Đức Kitô, đấng vinh hiển quyền năng, vạn vạn tuế. Amen. Vì năm vết thương chí thánh và vinh hiển, xin Chúa Kitô gìn giữ và bảo vệ chúng con. Amen. Ngọn đuốc chúng ta di chuyển rộng ra phía ngoài. Người chiếu sáng đẩy lùi xa bóng tối của trần gian. Chúng con là dân Israel ra khỏi Ai Cập và đưa họ đi qua biển đỏ dấu chân. Chính đêm nay cột lửa sáng rực cả bầu trời đẩy lùi xa bóng tối tâm tội lỗi. Chính đêm nay tín hữu Đức Kitô trên khắp địa cầu được tách khỏi thói đời xa đọa và thoát vòng tội lỗi của vây, được trả về tình trạng ân nghĩa và hiệp thông với nguồn thánh thiền. Chính đêm nay Đức Kitô toàn thắng hiển vinh, diệt tử thần từ âm phủ trỗi dậy. Ôi Cha đã ký con một quý yêu đấng. Lạy Chúa, cho dùng quyền năng vô hình mà làm cho các bí tích trở nên hữu hiệu lạ lùng, và qua dòng lịch sử cứu độ, Chúa đã bao lần dùng nước do chính Chúa tạo thành để vậy tỏ hiệu năng của phép thánh tẩy. Quả vậy, ngay từ lúc vũ trụ khởi nguyên, thánh thần Chúa bay là trên mặt nước, để từ đó nước hàm chứa năng lực thánh hóa muôn loài. Chúa lạy lạy Chúa, nhờ công ơn con một Chúa, xin cho nước này đầy tràn sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để những ai được dìm trong nước thánh tẩy này, nghĩa là cùng chết và chịu mai táng với Đức Kitô, cũng được sống lại với người để hưởng phúc trường sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Cố Đinh Hải Nam. Anh Phạm Ngọc Điển. Có con đây rồi. Toàn thể anh chị em, đây là số các anh chị em đã xin dự tòng để chuẩn bị tới đây xin ra nhập giáo hội Công giáo. Bây giờ đây xin tất cả mọi người chúng ta hãy cầu nguyện cho các anh chị em này. Còn phía các anh chị em thân mến, các anh chị em đến xin gì cùng hội Thánh Chúa? Con xin được gia nhập hội Thánh Công giáo. Đức tin xin ơn ích gì cho anh chị em? Cho con được sự sống đời đời.
Tất cả mọi người sinh ra ở đời đều được Chúa soi sáng qua tạo vật. Chúa tỏ cho họ thấy sự vô hình của người để biết cảm tạ đấng tạo hóa. Anh chị em đã theo ánh sáng của người, nên giờ đây người mở rộng đường phúc âm. Đó là con đường đức tin mà Đức Kitô sẽ dẫn đưa anh chị em trong tình yêu mến, để anh chị em được sống đời đời. Vậy nhờ Chúa hướng dẫn, hôm nay anh chị em đã sẵn sàng bước vào con đường ấy chưa? Anh chị em có làm chứng được rằng họ đã chọn Đức Kitô và muốn phụng sự một mình người không? Chúng con xin làm chứng. Anh chị em có sẵn lòng giúp họ tìm gặp và bước theo Đức Kitô không? Chúng con xin sẵn lòng. Lạy Chúa Cha nhân từ, chúng con cảm tạ Chúa vì các con cái Chúa đây nhờ ơn Chúa kêu gọi thúc đẩy. Bằng nhiều cách họ đã tìm kiếm Chúa và hôm nay trước mặt chúng con, họ đã đáp lại ơn Chúa kêu gọi. Vì vậy chúng con cảm tạ ơn Chúa. Và toàn thể giáo dân chúng ta cùng đồng thanh thưa: chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa. Chị hãy nhận lấy dấu thánh giá trên trán chính Chúa Kitô dùng dấu chiến thắng và yêu thương này của người mà bảo vệ các chị, các anh cũng như các cháu. Giờ đây các anh, các chị, các cháu hãy học biết người và theo gương người. Xin những người đỡ đầu cũng làm dấu đánh giá trên trán và chính các đương sự cũng làm dấu đánh giá trên trán. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng con một Chúa mà hứa ban Chúa Thánh Thần cho chúng con. Xin cho những người dự tòng dự tự dâng mình cho Chúa đây được thoát khỏi mọi sai lầm và tội lỗi, thoát mọi tà thần để họ trở nên đền thờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, chúng con lại xin Chúa ban cho các dự tòng của chúng con được học biết các mầu nhiệm thánh để được canh tân trong nước thanh tẩy và đáng được gia nhập hội thánh Chúa nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đến nhờ mầu nhiệm vượt qua, chúng ta được mai táng với Đức Kitô trong bí tích thánh tẩy để được cùng người sống đời sống mới. Bởi thế giờ đây thời gian thanh nguyện của mùa chay đã kết thúc, chúng ta cùng nhau lặp lại những điều đã tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, là từ bỏ Satan với tất cả những gì thuộc về nó và trung thành phụng sự Chúa trong hội thánh công giáo. Khi tôi thưa, anh có từ bỏ Satan không? Anh chị em có từ bỏ mọi hành vi do Satan xúi dục không? Anh chị em có từ bỏ những quyến rũ của Satan không? Để sống cho xứng đáng là con cái tự do của Thiên Chúa, anh chị em có từ bỏ tội lỗi không? Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ gian tà không? Anh chị em có từ bỏ Satan là đầu mối gây ra mọi tội ác không? Giờ đây ta lặp lại kinh Tin Kính. Và khi tôi có hỏi anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất không, thì chúng ta đồng thanh thưa tin. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất không?
Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô là con một của Chúa Cha và là Chúa chúng ta đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, đã chịu khổ hình và mai táng, đã từ quái chết sống lại và đang ở bên hữu Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Chúa Thánh Thần, tin Giáo Hội Thánh Thiện và Công Giáo, tin mầu nhiệm hiệp thông trong dân thánh, tin có ơn tha tội, tin xác phàm sẽ sống lại và tin có sự sống đời đời không? Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã giải thoát chúng ta khỏi vòng tội lỗi và cho chúng ta được tái sinh nhờ nước và Thánh Thần, nguyện xin Người ban ơn gìn giữ chúng ta luôn kết hợp với Đức Kitô để được sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Giờ đây chúng ta cùng đọc kinh Thiên Kính. Để mọi người chúng ta góp lửa đi, thì lên khi góp lửa cho chúng ta thấy là đang góp lửa đấy thì cho mình.